Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Đội. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, em Đội lại về một cái chiếc xe bán tải Ford Ranger sản xuất năm 2017, số sàn một cầu, máy dầu, với cái tầm tài chính 400 triệu. Đấy, anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với em Đội nhé. Chiếc xe này thì bên em Đội cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng, lên đến 6-70% giá trị của xe. Toàn bộ xe thì bên em Đội đã kiểm tra và cam kết với quý anh chị là các bạn là đang xe đẹp, không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là Nguyên Zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền tổ quốc và cam kết xe không có phạt nguội nhé. Đây, đồng sơn của chiếc xe bên lái bên phụ này khá là đều và đẹp nhé. Từ các cái phần mặt ca lăng, đèn pha của chiếc xe là sáng đẹp và mặt ca lăng độ thêm nhé. Cabo của chiếc xe là Nguyên Zin. Xe cũng được bác chủ lắp thêm nắp thùng cao đây. Toàn bộ lốp láp của chiếc xe thì rất là dày và đẹp nhé. Kính đèn của chiếc xe thì đều được dán phím cách nhiệt và đều được bên em Lợi kiểm tra là zin nguyên bản theo năm sản xuất 2017. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe lên đời xe alo em Lợi nhé, em Lợi nhận mua xe trên mọi miền tổ quốc. Đấy, đèn hậu của chiếc xe này, đèn hậu và hai bên này, cản sau này khá là đẹp nhé. Toàn bộ các cái phần gầm của chiếc xe thì khung gầm Hà Nội này, anh em yên tâm về cái phần khung gầm nhé. Đấy, rất đẹp nhé. Xe bên em Lợi đã cho dọn vệ sinh, đánh bóng và cho thay dầu, lọc dầu rồi. Đây là cái phần liên sườn bên phụ của chiếc xe này, rất là đẹp và đều nhé. Xe đều màu, không bị lệch màu sơn. Xe nhập nguyên chiếc và sử dụng động cơ máy dầu 2.2. Xe được trang bị là răng đúc này, từ các cái cu lốp của chiếc xe rất là đẹp nhé. Kính đèn này, đăng kiểm của chiếc xe đây. Toàn bộ các phần đăng kiểm còn dài. Vâng, sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, và đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Từ cột kèo, nắp ly, cánh cửa của chiếc xe rất là đẹp này. Nội thất được trang bị nội thất ghế da màu đỏ đen. Đấy, keo chỉ cánh cửa bên phụ của chiếc xe và bên lái này, để em quay mộc cho quý chị nhé. Táp ly trước sau này đều rất đẹp và nguyên bản theo xe, bậc lên xuống, ốc cột này, gioăng này đều nguyên zin, và nội thất ghế bên lái bên phụ đều căng và rất là dày đẹp nhé. Xe nhìn cái vô lăng của chiếc xe này còn khá là đẹp này, số sàn một cầu nhé. Đây là cái vô lăng củ số này, cực kỳ đẹp luôn, phanh tay tì tay, đến táp lô táp ly bóng khí hai bên là nguyên bản, và audio của chiếc xe là 11 vạn nhá. Đấy, tất cả các cái phần ốc cột này, bản lề này, bàn đạp phanh ga này, zin và không bị đâm xô gì hết. Toàn bộ xe bên em cam kết bằng văn bản cho quý anh chị. Đấy. Kính của chiếc xe thì đều của hãng Ford và đều có số 7 nhá. Đấy, keo chỉ zin nhá. Đấy, anh em biết xem keo chỉ đây. Keo chỉ trước sau bên lái này, zin hết nhá. Cột kèo, nội thất trần vào này, được zin. Đây là cái khoang chứa đồ, cái thùng của chiếc xe này, sàn thùng không chở hàng nặng nhé. Tất cả các cái phần keo chỉ này, đèn hậu này, rất sáng này, cốp sau đây. Đấy, chỉ xốp cốp sau này, rất là đẹp. Quay mộc mạc, đinh bấm, đinh dập cho quý chị này. Đấy, hai bên cánh cửa bên phụ của chiếc xe đây, keo chỉ zin hết nhé. Lòng trong sơn zin, cột kèo, gioăng này, đều nguyên bản hết. Với cái tầm tài chính 400 triệu, anh em nào thích chiếc xe đời 2017 thì liên hệ với em Lợi nhé. Còn bên em Lợi có cả tầm đời 2016 375 triệu, số tự động 470 triệu, đời 2016-17 đều có hết nhé. Màu vàng cát, màu xanh. Rất nhiều bán tải để anh em lựa chọn nhé. Ford Ranger đời 2017 màu vàng cát. Đây, khoang động cơ của chiếc xe nhé, từ các cái hộp nhựa này, máy ốc cabo này, khoang máy này rất sáng và đẹp nhé. Máy bao zin chuẩn chỉ, máy vừa dọn và thay dầu bảo dưỡng lại cho quý chị rồi. Tất cả các cái đầu chân, đầu rằng này, ốc cabo, chân đèn chỉ cabo này zin hết nhé.
toàn bộ cabo này, nguyên bản nhé. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn đang xem video một cái chiếc xe Ford Ranger đời 2017 số sàn một cầu XLS máy dầu màu vàng cát. Chiếc xe đang chào bán với giá là 400 triệu. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Hoặc các bác có thể liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Một lần nữa em Lợi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất.